Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay một ngày đẹp trời. Để nói đầu tiên cho con xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới thì sức khỏe. Đến với đoạn clip hôm nay thì chia sẻ cô chú anh chị là cây mà mai ghép của con này cô chú anh chị. Mới đây mà nó đã bật chồi lên mạnh rồi nè. Để con tháo bọc lại cho cô chú anh chị xem. Ghép trong vòng chưa được mà 2 tuần nha cô chú anh chị. Mà nó đã bật chồi mạnh vậy nè. Đây, đây con thấy ra cho cô chú anh chị xem nha. Cái này là con không bắn luôn. Đây. Chồi bật rất là mạnh nha cô chú anh chị. Là lý do chúng ta nuôi cái cây phôi á cho nó thiệt mạnh nha cô chú anh chị, thì khi mà chúng ta ghép vào á thì nó mau bật chồi lắm nha. Nhưng mà cây chúng ta si á thì chúng ta ghép vô thì nó chậm phát triển lắm. Thì gì là ok rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ như vậy thì chúng ta đem vô mát chúng ta để mát chúng ta để chúng ta lấy cái bọc này chúng ta chùm lại rồi cho nó không khí cho nó lòn vô, rồi chiều hả mai gì chúng ta hãy dỡ ra luôn. Giờ đây cây này ghép hai bo hoặc là mình làm khó làm quá cô chú anh chị. Chưa được mà 2 tuần nha cô chú anh chị. Thì cái clip con làm con ghép bữa 20 tay mà bữa nay là 2 tay thì nó mới 13 ngày. Đây cái mầm này là của trong máy của nó, cái mắt của nó trong thằng cây nó đang ngủ chứ vậy. Trời rất là mạnh nha. Quá đẹp luôn con chim vậy. Vậy thì chúng ta ok rồi, chúng ta nuôi từ từ nó lên thôi. Và con chia sẻ cô chú anh chị thêm một lần nữa là nếu mà chúng ta ghép thì chúng ta phải nuôi cái cây phôi cho chúng ta nó rất là mạnh. Khi mà nó bắt chồi lên đó, thì cô chú anh chị hay ghép. Nhưng mà khi ghép cô chú anh chị lưu ý cho con một điều là cô chú anh chị để ý giùm cho con là những cái cây mà nó chỗ nào mà nó bật mầm lên vậy nè cô chú anh chị, những cái mầm con mới bẻ đó, những cái mầm này là cô chú anh chị tách ngay dây gan đó, cô chú anh chị ghép vô cho con là bảo đảm dính 100% luôn, sống 100% luôn, không có bao giờ mà cái bo nào mà xảy nổi nha cô chú anh chị. Như chẳng hạn như là ví dụ như bây giờ cái mầm này đi, chúng ta mà tách da ra, chúng ta để cái bo vô ngay gan chỗ này thì còn bảo đảm với cô chú anh chị là sống 100% luôn nha, dính 100% luôn. Cái này là con ghép cúc thọ hương, tại vì cô chú anh chị biết là cái thằng cúc thọ hương thì nó rất là mạnh, mình ghép vô thì nó dễ sống hơn. Chú anh chị xem giùm con nha. Hôm nay đi làm về thấy cái cây nó ra từ mầm non dài quá nè, thành ra máy quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Nếu mà cô chú anh chị thấy mà kênh con có hay á thì cho con một lượt đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Thì đây sắp tới con sẽ làm về mai vàng nhiều hơn, gửi tới cô chú anh chị nào mà yêu thích mai vàng đó. Mà chúng ta ghép mảng cây phát triển gì là quá ok nha cô chú anh chị. Xong cô chú anh chị tháo ra một chút thì thôi, cô chú anh chị vẫn chùm bọc lại, rồi chiều hoặc là mai gì đó chúng ta tháo ra luôn.
mà như vậy chúng ta tháo ra, chúng ta bỏ ra liền thì nắng nó táp vô thì nó sẽ quéo lá nha cô chú anh chị. Ta đem vô mát chúng ta để rồi cho nó quen nắng dần. Tiếp con tới đây chia sẻ gì thôi nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cô chú anh chị nha.